dựng là mình mới nâng cao, nâng cao lên để khi bạn bạn biết sâu hơn nữa về thị trường. À, nâng cao lên tí xíu nữa. À, chương trình mình sẽ nâng, còn có chương trình mình nâng cao tí xíu nữa cho bạn hiểu sâu về cái BD luôn. À, hiểu sâu về BD. Không, bạn này là mới học được cái ngày đầu tiên của cái kia, hiện tại bạn học được cái ngày thứ nhất nè. Bạn còn thiếu ngày thứ hai, thứ hai là ngày mai. Thứ hai là ngày mai. Bạn này gì nè, bạn này cái mới ngày thứ nhất rồi. Học được bằng được ôn là ngày thứ nhất là hai nè. Còn ngày mai là cái buổi thứ hai. Buổi thứ hai là một của bạn. Mà hiện nay bạn học gì bạn nắm gì cũng là xuyên suốt cũng dữ rồi. Luyện dữ nữa hả? Không dữ hả? Rồi, bạn nhìn đúng không? Rồi cho ý kiến rồi. Bạn nào cho ý kiến? Đây. Tức là thằng này nè, đi với thằng này nè. Thằng này đi với này nè, này đi với này, này đi với này nè. Đúng không ạ? Này đi một trong hai này. Thằng này đi một tập riêng, đúng không ạ? Đúng không? Thấy gì không? Rồi, thì chúng ta xem là bạn kia làm gì đúng hay không. Chúng ta nhìn đây, đây là 6 dấu hiệu bắt gì? Bắt gì? Bắt đỉnh. Chúng ta coi đây đúng không? À, chúng ta xem đúng không bạn?